Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị tuổi đinh tỵ sinh năm 1977. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các anh các chị về cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà vẫn phải chịu tâm tai, nhưng mà năm ngoái là tâm tai năm Kỷ Hợi 2019 là đã là tâm tai nặng rồi. Năm nay tâm tai năm này nó nhẹ hơn, và năm tới với cái tỵ dậu sửu tam hợp thì hy vọng là người ta hay nói là tỵ dậu sửu hoặc là tam tai thì hóa, tức là hóa giải tam hợp thì hóa giải tam tai. Hy vọng là năm cuối sẽ nhẹ nhàng hơn. 6 tháng đầu năm với hai cái tháng là tân tỵ, hai cái tháng tư thì có khá là nhiều cái điều phức tạp đối với đinh tỵ, cho nên là gần như là những tháng đầu năm cộng với cái đại dịch Covid thì cái thiên vận của năm xấu làm cho cái những tháng đầu năm của người đinh tỵ không có mấy gì là thành công tốt đẹp. Bây giờ thì mình sẽ xét xem cái tử vi tổng thể nhìn từ bên ngoài của cả năm nó sẽ ra sao, sau đó mình sẽ ứng dụng vào cái tử vi của cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Vì là mình nhớ là mình đã làm cái video này về cái tử vi đầu năm rồi và cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi ha. Thì nhắc sơ lại như thế này, người đinh tỵ mệnh thổ gặp năm Canh Tý là thổ, thì gọi là mệnh thổ gặp năm thổ là tương hợp, tốt chủ về năm có ít sự thay đổi, ít sự khó khăn ở trong cái bộ mạng và sức khỏe của mình. Rồi cả nam lẫn nữ vậy, đều như vậy, nhưng mà nam mạng thì gặp một cái sao chủ là sao Thái Âm, người ta gọi là sao Thái Âm là may mắn phúc lộc tốt, thì là sao Thái Âm còn có một cái tên gọi khác là tài tinh. Như vậy thì nam mạng rất là tốt đẹp, tuy nhiên nữ mạng thì lại dính sao Thái Bạch, xấu hao tài đau ốm, người ta nói vậy. Sao Thái Bạch là một cái sao mang tính chất suy hao, có thể suy hao về tài lộc, suy hao về sức khỏe, cho nên là từ đầu năm tới bây giờ gặp hai cái tháng đinh, hai tháng tân tỵ, hai tháng tư nữa thì rõ ràng là người đinh tỵ nữ mạng suy hao tài lộc lớn hơn và nhiều hơn. Còn nam mạng thì đôi khi cái sự suy hao nó không có nhiều, tại vì có Thái Âm mà thì dễ có tài tinh. Và hạn thì nam mạng thì hạn diêm vương, người ta có là để ý bình đường máu huyết tài biến. Còn nữ mạng thì hạn thiên la, lúc nào cũng cảm thấy lo âu bất ổn, là tinh thần bất an. Vận niên của năm là vận niên hậu thực quả, một trong những cái vận niên tốt đẹp, tức là phật hỷ nữa, về vườn ăn trái cây tốt ha. Thiên can đinh canh thì thuận thành, bệnh hoạn không có vấn đề gì, cho nên là công việc của người nam mạng nếu mà việc cũ thì cũng không quá gì khó khăn, vẫn êm đềm mà tiến triển. Tuy nhiên nữ mạng có sao Thái Bạch thì đừng có tin quá vào cái thiên can này. Địa chi tỵ tý là một số sắc nhất là tướng tuyệt, đặc biệt là tam tai chủ xấu về sức khỏe kém, tiền bạc thì hao tán, cả nam vẫn nữ vẫn thế, nhưng mà nam nhờ cái sao Thái Âm thì suy hao chỗ này thì có chỗ khác lấp vào, nhưng mà nữ suy hao thì chắc không có chỗ nào lấp vào đâu. Đó là nhìn chung cái tử vi của người đinh tỵ nam lẫn nữ mạng ở trong cái năm Canh Tý. Thì vận vào 6 tháng đầu năm thì mình đã nói rồi, bây giờ tiếp tục là từ tháng 7 tháng 7 của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng Giáp Thân, tháng vô hồn đó, đối với Phật giáo. Trong tử vi tháng 7 âm lịch không phải là tháng vô hồn, nó chỉ là một cái tháng mang tên Giáp Thân, thường là tháng Thân ha, nhưng mà có thể là Giáp Thân, Canh Thân hay là gì đó tùy vào năm. Thì đây năm nay thì là tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân là thủy, như vậy xét về trụ mạng là thổ khắc thủy, thổ của mạng của mình khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng đề phòng bệnh nạn với tai nạn nhẹ. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm của giáp là mộc, đinh là hỏa, như vậy xét về nạp âm ngũ hành của thiên can là mộc sinh hỏa, là tương sinh, cho nên là
đây là tháng, tuy là người ta nói tháng cô hồn không làm gì được này kia, nhưng mà đúng thế, có thể nói là có tài lộc, đặc biệt là nam mạng, nhưng mà không quá lớn đâu, đừng có mong cầu. Nữ mạng cũng có thể có, nhưng mà cũng có thể có rồi thì suy hao luôn ha. Địa chi thân tỵ, à dần thân tỵ hợi, thân tỵ à người tháng thân gặp tuổi tỵ, à đây là một cặp địa chi rất là lợi hại, nó nằm trong bộ tứ hành xung sát nhau, nhưng nó thực chất là lục hợp. À địa chi lục hợp thì gia đạo tình cảm nhiều an vui, à chứ không phải là khó khăn gì cả đó. Như vậy thì xét về cái tháng 7 âm lịch, tháng vô hồn của người Phật giáo, thì rõ ràng là chỉ có bổn mạng và sức khỏe của mình có một chút gì đó hơi khó khăn, còn lại là ha đó là bổn mạng của thiên can thì tương sinh. Địa chi là lục hợp, à mà lục hợp á, thì nó còn cái gì đem đến cái gì dễ gặp quý nhân nếu như mà công việc của mình rơi vào bế tắc, điều này rất tốt đẹp cho nam mạng. Rồi tiếp theo đó là tháng Ất Dậu, tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý, tháng Trung Thu đó, thì tháng 8 Ất Dậu là tháng thủy, tiếp tục cũng giống như tháng 7 với bổn mạng là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng. À như vậy thì là tiếp tục cũng giống tháng 7 ha, để ý một tí xíu. Tuy nhiên tháng 7 thì như nếu mà các anh chị nào theo Phật giáo thì của thời tháng cô hồn bổ mạng mình thương khắc nữa, có nên là cẩn thận coi chừng có tai nạn nhẹ. Còn tháng 8 này, tháng Trung Thu thì nó đỡ đần hơn. Rồi thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 7, giá Ất thì đều nạp âm ngũ hành là mộc, đinh là hỏa. Như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can của chữ Ất này vẫn tương sinh cho mộc sinh hỏa. À như vậy thì công việc tài lộc dễ sinh nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu. Nếu là thiên can ngũ hợp thì nó nhiều tài lộc, nhưng mà thiên can chỉ là nạp âm ngũ hành tương hợp thì không nhiều tài lộc đâu ha. Rồi địa chi là Dậu Tỵ, Tỵ Dậu Sửu thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu. À đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo đâu mà đôi khi nó còn ngược lên, nó tác dụng cho cái công việc làm ăn. À dễ gặp cái người giúp đỡ ở trong công việc, hoặc là có tài lộc mà ngược lên cho cái sự tài lộc nó lớn hơn ha. Tháng như vậy tháng 8 cũng không khác mấy tháng 7 với bổn mạng bị khắc tháng, nạp âm ngũ hành thì tương sinh. Tháng 7 thì là lục hợp ở địa chi, tháng 8 là tam hợp ở địa chi, như vậy là tốt ha. Hai tháng này khá tốt về tình cảm gia đạo và công việc tài lộc, chỉ có bổn mạng là không có tốt đẹp lắm thôi. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. À Bính Tuất thì thuộc thổ, như vậy người mệnh thổ gặp tháng thổ của năm thổ, bổn mạng đồng hành, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, tốt đẹp. Khi bổn mạng và sức khỏe được đồng hành tương hợp nhau như thế này thì phúc tinh và tài tinh sáng lên, sẽ tốt đẹp ở trong cái việc mà đẩy lùi phá và bại tinh, đặc biệt là những cái phá tinh thái bạch của người đinh thị nữ mạng. Rồi địa chi thiên can, chữ đinh của đinh hợi với chữ đinh của đinh thị là đồng hàng ha. Công việc tài lộc may mắn hanh thông, ok tốt, thậm chí là tốt hơn cả cái tháng 7 và tháng 8. Rồi địa chi hợi tỵ thì không có may mắn cho lắm, đây là cặp địa chi lục xung, là dấu hiệu của nhiều rắc rối, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu mà nó còn cho cả công việc nữa. Gặp cặp địa chi lục xung này thì người nữ mạng cần cẩn thận coi chừng si hao tài chính. Đó là những gì mà em có thể chia sẻ đối với cái tháng 10 mà các chị đinh tỵ 1977 cần phải chú ý. Rồi tiếp tục là tháng 11, tháng Mậu Tý, tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Mậu Tý, tháng Tý của năm Tý, mà Mậu Tý thì được hỏa, như vậy xét về trùng mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng tốt ha.
phúc tinh và tài tinh, vì thế phát huy hết cái tác dụng của mình sáng lên. Hy vọng rằng với cái chuyện mà phúc tinh và tài tinh sáng dậy sẽ đẩy lùi, đặc biệt là cái hao tinh thái bạch mà các chị phải mang phải. Rồi địa chi thiên can mậu đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đó, như vậy thì là không có xung khắc gì lắm ở trong công việc, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nạp âm ngũ hành của mậu là thổ, đinh là hỏa. Như vậy thì là sinh xuất về nạp âm ngũ hành có thể là sẽ gây hao tốn, nhưng hao tốn đó có thể là ít hoặc là mình đã dự trù, đây là một cái khoản đầu tư tốt đẹp. Sinh tài lộc. Rồi, địa chi tỷ tí tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cũng giống như là cái thiên can của năm. Cái địa chi của năm thì tỷ tí có một số sắc diện là tứ tuyệt, sẽ có chuyện rầy ra rối rắm một chút ở trong gia đạo tình cảm, nhưng không quá lớn đâu, đừng có mà sợ gì ha. Rồi tiếp tục là tháng 12 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng cuối cùng của năm nay, đó là tháng chạp. Tháng này tên là tháng kỷ sửu. Tháng kỷ sửu tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mạng y chang như tháng 11, với hỏa sinh thổ, bổ mạng được tương sinh, tốt cho bổ mạng và sức khỏe, phúc tinh tài tinh vì thế được phát huy tác dụng sáng nhất, tốt đẹp. Ok, rồi thiên can kỷ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của kỷ cũng giống như là mậu đều là thổ, đinh là hỏa, như vậy nạp âm ngũ hành là tiếp tục sinh xuất. Coi chừng suy hao tài chính nhưng không quá lớn, đừng có lo lắng quá nhiều. Tháng sửu mình tuổi tỵ thì thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu rồi, cho nên đây là cái địa chi gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc thì dễ gặp quý nhân giúp đỡ nếu rơi vào khó khăn. Tháng này là một tháng khá là tốt đẹp đối với người kỷ sửu. Tháng kỷ sửu này, tháng 12 tháng chạp, rất là tốt đẹp đối với các anh các chị tuổi đinh tỵ 1977. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị cái vận hạn của 6 tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020, với nhiều cái sự tích cực ở phần địa chi, cho nên giá đạo tình cảm sẽ là một cái điểm mấu chốt vui vẻ ở trong cái những tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020. Các chị nhất là cái giai đoạn này mà còn độc thân hay là quay trở lại thời kỳ độc thân thì đây là thời kỳ những tháng rất dễ có cái sự tốt đẹp ở trong cái tình cảm mới, hoặc là một cái gì đó vui vẻ hơn ở trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng có một vài cái sự khó khăn ở trong công việc, nhưng mà không quá lớn. Hy vọng đây là một năm tam tai, chỉ là tam tai năm nhẹ, nó sẽ phần nào bù đắp lại những gì mà cái 6 tháng đầu năm chúng ta mang phải, trong đó có 2 tháng đinh tỵ, 2 tháng tư âm lịch, thực sự là quá khó khăn. Rồi hy vọng rằng những cái kiến thức cơ bản em tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị sẽ là cái hành trang nhỏ để các anh các chị biết rằng mình nên cương hay nên nhu ở trong công việc, bổn mạng hay là gia đạo của mình, cái thời điểm nào là thích hợp. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi đinh tỵ khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.